Khi bắt đầu chuyển sang quý thứ 3 của thai kỳ, mẹ sẽ dễ dàng nhận thấy những thay đổi trong cơ thể mình. Mẹ đã trải qua 6 tháng mang bầu và chỉ cần cố gắng giữ cho thai kỳ khỏe mạnh thêm 3 tháng nữa là có thể được gặp con yêu rồi. Tuy nhiên, các mẹ chớ chủ quan bởi giai đoạn mang thai này, bụng bầu đã khá lớn nên có rất nhiều điều phải lưu ý. Cho dù mẹ đang ở nhà hay ở văn phòng thì không nên ngồi quá lâu ở một vị trí. Ngồi hàng giờ liền có thể khiến mẹ đau lưng và gây áp lực lên bụng. Hãy nhớ rằng khi mang thai đến giai đoạn này, bé đã chiếm phần lớn trong bụng mẹ. Hãy đứng dậy thường xuyên và đi lại nhẹ nhàng, em bé sẽ rất thích và cảm ơn mẹ lắm đó. Để sinh ra một em bé khỏe mạnh thông minh, mẹ bầu nên hạn chế đến mức tối đa căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần. Hãy bỏ ngoài tai những chuyện bực mình, khó chịu. Hạn chế làm việc nặng, công việc khiến mẹ suy nghĩ nhiều và dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Vẫn biết rằng gia vị sẽ giúp cho các món ăn của chúng ta thêm ngon và hấp dẫn hơn, nhưng mẹ nên hạn chế ăn đồ cay, nóng như tiêu, ớt vì chúng có thể gây ra các vấn đề khó chịu cho hệ tiêu hóa. Thậm chí, những gia vị này còn gây hại cho sự phát triển của bé. Mẹ cũng nên tránh những gia vị hỗn hợp trong được đóng gói sẵn vì chúng có thể chứa hương liệu nhân tạo. Trong 3 tháng cuối, đặc biệt là từ tuần thứ 37, em bé có thể chào đời bất kỳ lúc nào. Để tránh những tình huống không mong đợi như sinh con trên đường đến bệnh viện, đẻ rơi, mẹ nên hạn chế những chuyến đi xa, những cuộc hành trình dài còn có thể khiến cho mẹ mệt mỏi, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Không ăn đồ tái sống. Mẹ ăn đồ tái sống rất dễ nhiễm khuẩn vì chúng có chứa ký sinh trùng hoặc khuẩn E. coli có hại cho sức khỏe. Chị em cũng nên nói không với thức ăn thừa trong tủ lạnh, thức ăn đóng gói sẵn và thực phẩm có chứa chất phụ gia, bảo quản. Mặc dù bé vẫn đang trong tử cung của mẹ, nhưng những tiếng ồn nào xung quanh có thể khuấy động bé và ảnh hưởng đến thính giác đang phát triển của con. Vì vậy, mẹ nên tránh xa những nơi có nhiều tiếng động lớn, những cuộc cãi vã và nhạc quá lớn. Khi tử cung và xương chậu bắt đầu mở rộng để chuẩn bị cho việc sinh nở, sẽ khiến dây chằng ở tử cung căng ra và quá trình này gây nên một số vấn đề như đau nhức vùng xương chậu. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường, các mẹ không nên quá lo lắng. Hãy nhờ đến các phương pháp giảm đau như massage, kê gối em khi ngủ, giãn tĩnh mạch và bệnh trĩ là những triệu chứng phổ biến trong 3 tháng cuối thai kỳ. Nguyên nhân có rất nhiều, trong đó bao gồm cả việc trọng lượng cơ thể tăng lên gây áp lực đến tĩnh mạch ở hai chân và tim, làm chậm quá trình lưu thông máu. Hormone mang thai và quá trình tích nước của cơ thể cũng ảnh hưởng đến vấn đề giãn tĩnh mạch và khiến chúng bị sưng phồng. Khung xương chậu của mẹ đang phải rất vất vả để đỡ thai nhi, vì vậy có thể xảy ra hiện tượng đi tiểu không kiểm soát. Video này hy vọng sẽ hữu ích cho các mẹ. Chúc các mẹ thành công!